một thực phẩm Yamagen IHS 1004, ngoại hình quá trời đẹp, máy móc nguyên zin 100%. Con này bán giá công khai là 550.000 luôn với nguồn, rồi bán mau bán lẻ cho anh em luôn. Đường sản xuất 2014, bíp từ. Hello, xin chào cả nhà. Em là Quá Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Em gọi là chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hello. Cái nồi là nồi IH ha, bíp từ IH. Thì cái nồi này nó kén nồi. Nó ưu điểm nó là nhanh, mau, lẹ, nhưng mà nó đặc khuyết điểm của nó là kén nồi. Nồi hủng quá là xài không được, nồi gồ ghề quá xài không được ha. Bằng cái nào nó xài không được nó sẽ kêu tít tít, và xài được nó sẽ kêu bình thường ha. Rồi em sẽ rút điện ra trước đi. Nguy hiểm quá. Điện bẩn rất là nguy hiểm. Đây, quả xa ba xa đẹp luôn. Không bởi, không mẻ, không nứt, màu trắng luôn, ruột gan 8 màu luôn. Thằng tao nó 7 màu, em nó dốc, em thêm màu nó đâu ra. Nó chơi nó đẹp quý khách ơi. Ruột gan đồ. Mấy con này là cam kết là nguyên zin, không có sửa chữa, không có gì trong đây ha. Mấy con hư em bán 200 trăm mấy có, 2014, 100V, 1400W. Nãy em lấy bát em chà, cái nó dính lên nó hơi lem. Đó, nhưng mà đẹp cực kỳ. Đó, thấy không? Nấu độ thì siêu nhanh, siêu lẹ. Rồi, quý khách nào không lấy cục sợi dây hít này, em trừ ra 100.000. Rồi, ok. Rồi, cái bếp còn 450 ha. Bán luôn bếp buông dây 500 gỡ, bán lẻ bán mau cho anh em luôn. Tiết lên điện, đầy nước bình thường ha, đầy. À, chịu chơi mà. À. Lao cái đây. Nút này nút nguồn, này nó có hai chế độ nấu và từ trái qua. Nút này là nút lên xuống là một nút một, hiện giờ là 180W. Lên. 190 đi. 200 nó sẽ trở lại một ha. Đó, ok, giờ mình tắt ha, cho mình bấm qua bên đây. Cái này thì nó khác, cái này nó bao báo đèn lên. Rồi anh sẽ báo em bắt maximum cho quý khách xem luôn ha. Nó không nhận nồi nó sẽ kêu nha. Đó, không đúng nồi nó sẽ kêu vậy đó. Ồ, nấu siêu nhanh siêu lẹ luôn nha. À, quý khách thấy nó lận cận 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 nước chưa? 1 phút 30 giây là sôi liền, nấu mì, nấu cơm, nấu cháo, hấp, uống sữa này kia là 1 phút liền đó. Ăn lẩu là vô địch, cái con này là ăn lẩu là không đường nào chơi được. Xem xem. Rồi, chuẩn nha quý khách cô chú anh chị em. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua, dùng, xài, biếu, tặng, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào, tạm biệt.